Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Dream dọn kiển siêu đẹp khi rơi vào tay một cái con nghiện nhôm CNC. Cái phiên bản Dream độ hôm nay đến từ một cái bạn tên là Hiếu. Và nó cũng chính là nhân vật trong những phiên bản Dream độ táo bạo nhất mà mình đã từng được chiêm ngưỡng. Thật sự cái chiếc Dream độ này đã tiến hóa rất là vượt bậc, khi giúp cho mình cái vẻ ngoài hiện đại vô cùng phá cách, do được phủ đầy những món đồ chơi làm từ nhôm CNC sắc sảo, có thể khiến cho bạn mê mệt khi nhìn ngắm và chiêm ngưỡng em ấy. Cái món làm bằng nhôm CNC đầu tiên các bạn phát hiện ra ngay nhìn vào cái chiếc rim độ chính là cái phần tỏa thắng của TBT bóng 7 góc cạnh, chuyên dùng để điều tiết được thắng cho cả những mẫu xe ở dụng thắng đùm phía trước như cái dòng Honda Dream. Bộ ba can lượng giữa và dày trước cấu tạo từ hợp kim titan hết sức đỏ. Ngoài sở hữu màu sắc sặc sỡ, bộ ba can này đã làm cho chúng ta có những cái điểm nhấn sáng giá trên cái chiếc rim độ. Cái mặt nạ trong hình hài là mặt nạ của dòng Dream X5 của thị trường Malaysia, đồng điệu cùng với bộ tem của chiếc rim độ đang sổ. Không những trao chuốt về những cái tiểu tiết nhỏ như cái cốt bánh càng thắng nếm chỉnh vân để tạo nên cái sự hoàn hảo cho bánh độ Dream hôm nay, thì người chủ còn đặc biệt chú trọng đến cái bộ phận có kích thước lớn hơn, thay thế chúng để tạo nên nét đẹp táo bạo cho con xe. Đó chính là lý do anh ta thay thế má đùm trước nguyên bản thành má đùm CNC sắc sảo nổi bật hơn. Chúng ta đang thấy cái sự chắc chắn làm nền và chúng ta không khỏi bị choáng ngợp với những món đồ chơi trang trí hiện đại ở phần động cơ như các chân của Super Cup C125, cái ốp nào phong cách Girard. Trong đây mình dành cái sự chú ý đặc biệt cho món đồ chơi là cái Momentum FST đi cùng với khổ Titan. Hai món đồ chơi vừa đáp ứng cái yếu tố thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa cái phần công sức của chiếc rim độ. Phát tăng sên, má đùm càng thắng sao, những chi tiết làm từ nhôm CNC nó rất thẩm mỹ, tạo nên cái sự đồng điệu hoàn toàn cho những vị trí ở dành chân trước. Bộ niên trước và sau là cái niềng nhôm đến từ DD Dream với kích cỡ là 1.4 trước và sau, cực kỳ hiếm thị trường Việt Nam. Cái món đồ chơi này hơi bị khó tìm thời điểm hiện tại. Cái chiếc dè chắn bùng nhỏ ở phía sau đã được nhấn nhá bằng cái vật liệu carbon bóng lưỡng, đi kèm với đó là cái miếng phản quang hầm hổ, một cái điểm nhấn thú vị cho những cái tổng thể nuột nà của chiếc rim độ. Cái giảm chống sào được nâng cấp bằng cái cặp phục đến từ CBT, thương hiệu đến từ bên Thái Lan, giá thành hiện nay cũng khoảng là dưới 4 triệu một cặp. Cái độ hồi của cặp phục này có thể điều chỉnh tới 40 nấc, giúp em máy tự tin thích nghi với nhiều địa hình khác nhau ở Việt Nam. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại cái chiếc rim độ lần nữa nhé. Sunnit dọn kiển với một cái dàn chân siêu đẹp. Cái chiếc Sunnit độ hôm nay là một trong những cái phiên bản đến từ bạn Tâm, một người gắn bó với cái dòng là Sunnit 150 khoảng thời gian khá dài. Anh ta biến tấu con xe qua rất nhiều bản khác nhau, và bây giờ em ấy trong cái tình trạng lọc hoàn chỉnh nhất để anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Cái chiếc xe được nâng cấp cái cụm thắng Rainbow Asset phiên bản Costa. Cái điều đáng tiếc là con heo này rất là cơ bắp phía dưới. Để lạ mắt hơn thì người chủ đã cho chúng ta thêm vào cái phần tai gãy đến từ Cunningham, một điểm nhấn nhỏ nhưng hết sức tinh tế. Mặt trong của phần kia đâm có sự hiện diện của cụm đề tiếp X, cụm da TCM, nâng cao hiệu suất sử dụng. Bên trái thì bổ sung thêm cái cụm con Accosato, nó có nhiệm vụ mang đến cái cảm giác bóp con sang số nhẹ nhàng nhất có thể. Đây chính là tính độ yêu tốc độ, nên người chủ đã trang bị cái chiếc xe của mình cho lực Magic nhằm hạn chế tối đa hiện tượng bị chà đảo tay lái trong những cơn phê tốc độ. Cái con heo cơ bắp mà chúng ta đang thấy là cái dòng Rainbow 4X, nó kết hợp với cái chiếc Rainbow Oversight để tối ưu hóa cái hiệu suất thắng con xe. Một điều mình thích nhất dàn chân trước đó chính là những cái phát và cái lồng đĩa CC, nó điều nhuộm gam màu đen, nó trông cực kỳ đồng bộ với cái mâm Rainbow 8K, ân ích làm cho những chi tiết đồ chơi nó bật hơn. Cái dàn chân sau có sự hiện diện với con heo Rainbow, màu sắc cũng tương tự như phía trước, nhưng là phiên bản 2 bit. Nó được cố định thông qua một phách nhôm CNC, có thể bắt quay ngược lên trên, vừa đẹp lại còn đỡ bị đơ bố khi rơi vào những điều kiện đường không tốt. Cái bản chủ là một người rất là sáng suốt khi lựa chọn cho mình cái ống xả đến từ Super Idol 10 để thay mới cho phần ống xả xin, vẫn có kiểu dáng lực cân đối hài hòa nhưng lại mang tính âm thanh quy lực và phấn khích hơn hẳn. Cái giảm sóc sau hiệu tới từ Holin vừa đẳng cấp lại có thêm hiệu năng nhúng siêu máy. Tiếp đến ta còn thấy được một cái chiếc bên đạp Rainbow bình dầu liền, không những cái hiệu năng kiểm soát tốt mà còn tích hợp luôn cả bình dầu,
không phải đâu tìm lựa chọn giữa nhiều cái mẫu bình dầu đồ chơi khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy kế tiếp nhớ like, share, subscribe.